Ngày 15 tháng 7, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lần thứ 22 sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội 11 của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhận xét, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực, nửa nhiệm kỳ qua đã có những kết quả vượt bậc. Trong đó, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng gắn với nghị quyết 11 của Đảng bộ thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa nghị quyết 11 của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và nghị quyết 13 của Đảng với 51 đề án chương trình để thực hiện 4 chương trình đột phá. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra đôn đốc nhằm nâng cao hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Đảng, đồng thời có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh các kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng nhận xét một số chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra tại nghị quyết 11 còn khó khăn, đồng thời yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết các điểm nghẽn. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nửa nhiệm kỳ còn lại với nghị quyết 24, nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và nghị quyết 98 của Quốc hội. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục khắc phục hạn chế khó khăn, điểm nghẽn, không để hạn chế kéo dài, ảnh hưởng đến cơ hội, đến thuận lợi, đến phát huy được tiềm năng của thành phố. Thường trực Ban Bí thư tin tưởng nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống kết quả đã đạt được, đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, quyết tâm, nỗ lực xây dựng thành phố, trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, chọn lựa lúc này của thành phố Hồ Chí Minh là tận dụng mọi thời cơ vượt qua thử thách. Thành phố nêu cao ý chí, quyết tâm, tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực, huy động ngoại lực, giữ vững mục tiêu nghị quyết đại hội 11 của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đề ra. Trên cơ sở, thành phố có điều hành linh hoạt theo thứ tự ưu tiên phù hợp với tình hình, một số nhiệm vụ giải pháp phấn đấu thực hiện để đạt 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của nhiệm kỳ. Trong đó, mục tiêu cao nhất là đến năm 2025 đạt một số chỉ tiêu đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại. Thành phố giữ vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Đi đầu đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thành phố Hồ Chí Minh sớm cụ thể hóa tổ chức thực hiện đưa kết luận số 12 của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống, nhất là trong bối cảnh toàn đảng bộ nỗ lực thực hiện nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 98 của Quốc hội.